Lúc này công việc của mình nó bị chậm là do cái tình hình, cho nên mình có rất là nhiều thời gian ở nhà rảnh rỗi để mình chơi game. Trước màn hình đây là cái game trò chơi lái máy bay mô phỏng. Thì trước khi mình vào chơi game là mình bấm vô cái hình này nè, bấm vào đó mình chọn máy bay. Ở đây họ có rất là nhiều máy bay để cho mình chọn. Thì trong cái game này nó có ba cái loại máy bay lớn. Ba cái loại máy bay lớn đó là một cái chiếc máy bay 787, Boeing 787, Boeing 747, 747 loại lớn á. Boeing 747 nó có hai đời, một đời nhỏ, một đời to, một đời lớn. Còn cái Airbus thì nó có 300A320. Nhưng mà không hiểu sao cái game nó không có tốt. Cái chiếc Boeing 747 nó bị cái phần mềm nó bị trục trặc. Mình bay giữa đường là nó bị rớt xuống, coi như là cái này họ không có hoàn thành. Trong ba chiếc máy bay này á, thì chiếc Airbus A320 bị hư, Boeing 787 bị hư, chỉ còn lại Boeing 747. Cho nên lý do tại sao mà mình không có sự chọn lựa trong ba chiếc này, tạm thời chỉ có cái chiếc 747, cho nên mình phải dùng nó mình bay. Thì hôm nay mình sẽ chọn mình bay từ thành phố Brisbane của Úc Đại Lợi. Mình bay tới thành phố Sydney, phi trường nó tên là Kingsford Smith ở bên Sydney. Mình chọn cái giờ là 1:43 chiều. Ở trên đây thì họ có cái thời tiết. Nếu mà mình muốn cái thời tiết live hiện tại thì mình bấm chuột vào đây. Còn mà mình muốn thời tiết trong lành hay là mình muốn mây nhiều, mây ít, bão tiết, sấm sét, đủ hết đủ thời tiết đó, thì mình chọn thời tiết live. Live có nghĩa là cái tình hình hiện bây giờ, cái thời tiết nó như thế nào, thì ở trong game nó thực tế y như là ở ngoài đời vậy đó, gọi là live weather. Sau khi mình chọn từ đâu mình bay, từ đâu mình đến, xong rồi mình bấm cái chữ fly. Chiếc máy bay Boeing 747 mô phỏng hiện bây giờ ở trên cái đường băng tại phi trường Brisbane của thành phố Brisbane thuộc nước Úc Đại Lợi. Chúng ta sẽ bay đến thành phố Sydney. Bây giờ mình sẽ bấm Control và số 2 ở trên cái bàn phím. Xong rồi chúng ta sẽ bấm tốc độ bay nhanh là 250 knot. Chúng ta sẽ bay lên trên cao, độ cao là 35.000 feet. Chúng ta sẽ kêu chiếc máy bay bay lên trên chiều cao là 2.500 feet cho mỗi một phút.
2.500 feet mỗi một phút. Đây là độ cao. Xong rồi, trên cái bàn phím mình sẽ bấm Control và số 7 vào cái số tự động để chọn số của đường băng. Khi đến phi trường ở Sydney, chúng ta sẽ đáp xuống đường băng số 16R. Xong rồi chúng ta bấm cái nút xanh Execute. Hiện bây giờ là mình đang thâu cái tiếng nói live, chứ mình không có lồng tiếng, cho nên có thể cái tiếng nó bị không có được to. Cái tiếng, cái phát âm, cái giọng nói của mình nó không có lớn. Mong các bạn thông cảm. Lúc đầu mà mình chơi cái game này thì mình mua một cái control khoảng chừng $15. Cái loại control dùng rồi đó, use. Cái control đó nó để cho mình dùng để mà mình quẹo chiếc máy bay lái qua trái hay mình lái qua phải, hay là mình muốn cắt cánh, vân vân. Thì cái tên của cái control nó tên là Logitech Attack 3. Mình viết cái chữ vô trong đó, các bạn tham khảo. Thì cái control này á, các bạn khi mà chạy cuối đường băng á, các bạn cầm cái control để cho máy bay nó cắt cánh lên, hay là các bạn dùng cái control các bạn điều khiển máy bay hạ xuống, hay là ở trên cái đường băng đó các bạn dùng cái control này các bạn quẹo trái hay là quẹo phải. Thì bây giờ mình đang ở trên cái đường băng ở cái phi trường Brisbane của Úc Đại Lợi. Sau khi mình cắt cánh lên rồi đó, mình sẽ tâm tình đôi lời. Bởi vì đây là cái mùa bầu cử, cho nên các bạn thông cảm mình bàn luận về cái vấn đề bầu cử tổng thống ở Mỹ. Lần đầu mà mình chơi game á, lúc đầu á, mình không có biết khi nào để mình cắt cánh á, thì mình cứ chờ khi mà máy bay đi gần cuối đường băng á, rồi mình cắt cánh lên. Sau khi chiếc máy bay nó cắt cánh lên á, thì mình ấn cái chữ G, cái chữ chi á, ở trên cái bàn phím để cho mấy cái bánh của máy bay nó ship lại. Còn mà khi mà mở bánh ra để mà mình hạ xuống đường băng á, thì cũng bấm ở trên cái bàn phím bấm cái chữ chi, chữ G. Sau khi mà máy bay lên khỏi mặt đất á, thì các bạn lấy cái chuột ấn ở đây là cái nút báo cho chiếc máy bay biết là mình muốn bay tự động. Xong rồi ở bên đây nó có cái chữ LNAV á, mình bấm cái chữ này để cho chiếc máy bay nó bay theo cái đường bay. Cái đường bay từ ở phi trường mà mình muốn bay cho đến cái nơi mà mình muốn hạ cánh.
Thông thường phi công nhìn vô cái chỉ số ngay cái con chuột mình khải khải ngay đây nè, thì phi công biết chiếc máy bay đang nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu cao. Đó thì mình muốn bay tối đa đó là 35.000 feet chiều cao á, ở trên độ cao á. Thì khi nào mà máy bay nó chạm tới 35.000 feet ở độ cao á, thì cái số ở đây nó dừng lại. Thì hiện bây giờ đó, cái chỉ số đây á, là nó chưa có trên 25.000 feet. Từ 25.000 feet trở xuống á, thì chúng ta máy bay chỉ có cho phép chúng ta chạy tối đa, bay tối đa tốc độ nhanh nó tối đa là 250. Nói đơn giản á, cái đồng hồ ở đây á, nó chỉ á, từ 25.000 feet đổ xuống á, thì mình không có bay trên 250 knot. Nếu mà mình muốn bay nhanh trên 250 knot á, là mình phải chờ khi nào chiếc máy bay nó chạm độ cao từ 25.000 feet trở lên. Khi nào mà cái độ cao nó đạt 25.000 feet á, thì mình sẽ tăng cái độ cao ở đây. Hôm nay là ngày 1 Tây, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Thì vào cái thời điểm này thì rất là khó nói giữa ông Trump và ông Biden. Khó nói ai sẽ là người Tổng thống. Nhưng theo cái cách nhìn của mình đó, cái vision đó, cái tầm nhìn của mình đó, thì mình nghĩ ông Joe Biden đáng làm tổng thống hơn. Thường thường mà bàn về ở bên Mỹ mà nói về politics, chính trị đó, thì dễ có bất đồng cãi giả lắm. Nhưng mà nếu ai các bạn nào mà ủng hộ ông Trump á, mình không có tức, không có buồn, mình cũng không có bắt lỗi, mình cũng không có biện minh biện gì. Mình rất là tôn trọng. Tại vì mình đã từng là người bầu cho ông tổng thống Donald Trump. Mình đã thấy những cái gì mà ông đã làm trong 4 năm qua. Ở đây á, mình không có nói là mình dùng cái tình thương mình thích cho ông Trump hay là dùng cái tình thương, cái thích, cái sở thích cho ông Biden, mà mình dùng cái đầu óc để mình bầu cho cái quyền lợi. Thì báo CNN á, họ nghiêng về dân chủ, đảng dân chủ, còn đài Fox á, thì họ nghiêng về bên đảng Cộng hòa. Cho nên mình không thể nào mà mình nghe theo một chiều bên CNN hay bên đài Fox. Còn mà nói về các polling, giống như là người ta chấm điểm, ông Joe Biden á, ông sẽ hơn điểm ông Trump. Nếu chúng ta nhìn lại 2016 thì tất cả đều sai.
người bầu cử cho phía bên Dân Chủ thì họ bầu sớm có cái số phần trăm cao, ngược lại người Cộng Hòa đó họ chờ tới cái ngày bầu cử họ bầu bù qua sớt lại thì rất là khó nói. Nếu ông Tổng thống Donald Trump á, ông mà thắng cử á, thì mình cũng vui vẻ chấp nhận cái sự công bằng. Mà nói về cá nhân cái tầm nhìn của mình á, thì mình thấy ông Joe Biden ông đáng làm tổng thống hơn. Thì ngày hôm qua mình với bà xã của mình với đứa con của mình đi uống cà phê với mấy người bạn, thì mình có bắt cá, mình bắt cá $20, mình bắt cá là ông Joe Biden sẽ thắng cử. Trong cái cuộc bắt cá đó thì mình có bàn tới cái sự bất đồng. Bên kia thì thích ông Donald Trump, bên mình thì mình cho là ông Joe Biden đáng làm tổng thống. Thì hai bên có đưa ra những cái quan điểm của mình, thì mình không có dùng cái lời lẽ nặng. Đợi cho đến ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về cái chuyện vui buồn mà các bạn của mình đã nói chuyện với mình. Thí dụ như mình ngồi xuống mình uống cà phê với các bạn, các bạn nói các bạn thích ông Donald Trump thì mình thoải mái, mình cười thôi, mình tôn trọng thôi, chứ mình không có nói ôi thằng cha đó già quá đồ này nọ. Còn một số bạn á kém hiểu biết á, nói ông Joe Biden già rồi. Tại vì ở bên Mỹ cái hệ thống chính trị nó không có nằm ở cái chỗ là ông Tổng thống có quyền, mà là người ta có thượng viện, hạ viện. Cho dù bây giờ ông Joe Biden ông lâm bệnh mà ông cứ qua đời đi chăng nữa, cái bà phụ nữ Kamala Harris lên làm Tổng thống thì bà cũng phải có một cái ban tư vấn. Những cái điều bà làm bà phải cần có cái sự cho phép của thượng viện, hạ viện, của quốc hội, thậm chí có cái lực của tòa án tối cao. Vì lẽ đó mà người Mỹ người ta không có sợ. Còn cái vấn đề mà một số các bạn nói ông Joe Biden á già rồi, ở đây người Mỹ không phải là bầu là cho ông già hay là ông trẻ. Như mình đã chia sẻ trong các cái video hồi lúc trước, là cái lá phiếu người ta bầu là người ta bầu để bầu cho ông Trump ra khỏi căn nhà trắng, chứ người ta không có nhắm vào cái ông Joe Biden. Trở lại cái câu hỏi tại sao mình mình nghĩ ông Joe Biden đáng làm tổng thống, là bởi vì mình đã vào cái website của ông Tổng thống Donald Trump, mình đã đọc cái sách lược, rồi mình đi qua mình đọc cái Biden's Plan, cái sách lược của bên cái website joebiden.com. Thì trong cái sách lược ở bên cái phía ông Trump á, là có lợi cho mấy cái người được bớt thế, cho mấy cái người giàu. Còn bên phía ông Joe Biden á, thì có cái lợi cho những cái người làm cái nghề tự do như mình. Có lợi như thế nào? Trong cái Biden Plan á, ổng có hứa một cái sách lược, đó là ổng bảo vệ mấy cái người làm nghề tự do. Một cái thí dụ là nếu như hiện bây giờ mình đang lái xe Grab, mình đang làm một cái shipper ở trên nước Mỹ, cái đồng lương thu nhập của mình hàng tuần á, mỗi một tuần là $1,000. Lỡ như cái tình huống gì á có xảy ra đó,
Thì trong cái luật, cái điều mà ông Joe Biden muốn làm á, là sẽ bảo vệ cái đồng lương của mình. Lỡ như trường hợp nước Mỹ bị đóng cửa, không có làm ăn, mình không có lái xe gáp, mình không có làm shipper được, thì dưới thời của Joe Biden làm tổng thống á, là mình được hưởng lương bù vô nếu mà mình bị thất nghiệp. Một tuần mình làm 1.000, mình chứng minh, mình phải chứng minh các bạn, chứng minh ở trên cái hồ sơ khai thuế, thì cái sách lược của ông Joe Biden sẽ bù đắp cho mình tiền lương để mình sống. Giống như trước đây mình từng chia sẻ, mình nói đó là bên đảng Cộng Hòa đó, họ thường bảo vệ cho mấy cái người trung lưu giàu đổ lên. Còn bên cái phe đảng Dân Chủ á, là thường thường họ binh cho mấy cái người lớp trung lưu đổ xuống. Cho nên ông Joe Biden có nói á, những ai làm mức lương từ 400.000 đô la mỗi một năm đổ xuống á, thì sẽ không bị đánh một xu thế nào. Còn những ai mà làm từ 400.000 đổ lên á, thì phải đóng thuế chia sẻ để dùng cái tiền thuế đó giúp cho đại học, giúp cho bệnh viện, làm những cái điều tốt cho xã hội. Đó là một cái message, một cái thông điệp rất là rõ ràng của ông Joe Biden. Đơn giản, tầng lớp trung lưu từ 400.000 đô la lương hàng năm đổ xuống không bị ảnh hưởng. Ai làm từ 400.000 đô la trở lên thì bị đóng thuế rất là rõ ràng. Còn mà nói về, có một số người Việt Nam nói tôi thích ông Trump, ông chống Tàu. Nhưng mà các bạn quên á, là ông Joe Biden á, ông có chửi thẳng mặt ông Tập Cận Bình bằng một cái chữ tiếng Mỹ là fuck. Dịch theo tiếng Việt Nam là đồ du côn. Ông Joe Biden, ông chửi thẳng ông. Ông không có dùng cái từ China như ông Trump, nhưng mà ông ám chỉ ông Tập Cận Bình bằng một cái từ là đồ thằng du côn. Ngoài cái từ mà ông Joe Biden chửi ông Tập Cận Bình là cái thằng du côn ra đó, ông Joe Biden còn nói nếu tôi lên làm tổng thống, tôi sẽ xử đẹp cái thằng Tàu này về cái tội làm cho nước Mỹ tan hoang banh tành. Ở đây mình không có muốn gửi cái thông điệp chia sẻ đến các bạn là ủng hộ cho ai. Ở đây mình muốn nói, nếu các bạn vào cái trang website của ông Trump, các bạn đọc hết cái sách lược về ông Trump mà nó đem cái quyền lợi cho các bạn, thì các bạn ủng hộ cho ông Trump. Còn đối với mình thì mình đọc cái trang website của ông Biden, Biden's Plan, thì mình thấy ở trong đó nó có cái quyền lợi cho cái công việc nghề tự do của mình. Theo cái tầm nhìn, cái cá nhân của mình đó, thì mình nghĩ ông Joe Biden đáng làm tổng thống hơn. Cái cách nhìn, cái tầm nhìn đó, thì cái tiếng Mỹ nó gọi là vision.
nếu như ngày thứ ba này, tức là còn 2 ngày nữa, mà ông Tổng thống Donald Trump mà ông đắc cử lên làm Tổng thống thì mình cũng không có cái gì để buồn. Tại vì ở bên Mỹ là mình bầu cử công bằng. Giống như ở trong cái gia đình mình có 4 thành viên, 4 người. Mình muốn làm một cái điều gì đó, mình kêu giơ tay lên bầu thì mình chấp nhận theo cái số đông. Chiếc máy bay của chúng ta bây giờ đang ở trên độ cao trên 30.000 feet, thì chúng ta có thể tăng chỉ số bay nhanh, tốc độ bay nhanh lên trên 250 knots. Để nhìn cái đường băng, cái đường bay của chúng ta đang, chiếc máy bay đang nằm ở đâu trên cái đường bay, thì chúng ta bấm vô cái chữ, đưa chuột tới cái chữ VFA map, ấn chuột vào đây thì nó sẽ hiện ra cái màn hình nhỏ ở góc đây. Thì cái lần này là cái đường bay của chúng ta, thì chúng ta đang biết chiếc máy bay đã bay được bao xa. Đây là cái vị trí chúng ta cất cánh ở phi trường quốc tế Brisbane. Đây là chiếc máy bay của chúng ta. Hiện bây giờ chúng ta bay chưa được nửa đoạn đường đến thành phố Sydney. Gần nửa đường, chưa được nửa đường. Nếu chiếc máy bay mà chúng ta mà bay nhanh quá trên cái tốc độ cho phép thì chiếc máy bay nó sẽ báo động mình với cái tiếng là tịch 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 tịch, có nghĩa là mình bay quá nhanh hơn cái tốc độ mà chiếc máy bay nó cho phép. Thì ở trong cái buồng lái đó nó có những cái loa, nó nằm ở lòng vòng bên kế bên phi công á. Nếu mà máy bay nó có cái hệ thống radar, nếu mà gần đất quá đó thì nó sẽ đọc lên, nó phát âm lên cho mình biết. Thường thường mình bay ngang núi mà cách ở dưới núi khoảng chừng 2.500 feet đó, thì cái tiếng âm thanh ở trong cái loa nó phát ra, nó báo cho mình biết. Còn nếu như mà mình mà sắp đụng vô núi á, máy bay nó cũng phát âm ra, nó báo hiệu cho mình.
Đó thì trở lại cái vấn đề mùa bầu cử đó thì nói đơn giản, mình nghĩ là ông Joe Biden ông đáng làm tổng thống hơn, bởi vì trong cái Biden plan á, nó rất là tốt cho cái quyền lợi cho chính bản thân của mình. Công việc của mình là nghề tự do. Nghề tự do đó thì tiếng Mỹ gọi là gig workers. Mình viết cái chữ ở trên cái màn hình đó, gig workers, mình làm nghề tự do. Nếu như mà mình bị thất nghiệp mà mình chứng minh mình làm mỗi một tuần lễ $500, nếu mà các bạn mà làm trong ngành bóng tay mà self-employed á, tự khai thế đó, thì cái Biden plan nó cũng tốt cho các bạn. Còn mà nói về 2 ngày nữa đó, mà nước Mỹ công bố ông Joe Biden, xin lỗi, nếu mà nước Mỹ công bố là ông Trump mà làm tổng thống á, thì mình cũng chấp nhận thôi, như mình đã nói. Không có cái gì để là buồn. Còn mà nói về chuyện vui buồn mùa bầu cử ở bên Mỹ á, thì họ cũng, người Mỹ họ cũng như tất cả các nước ở trên thế giới thôi, có một cái điều dân trí của họ cao. Khi mà hai bên xung đột á, thì họ biết kiềm chế, họ sống theo cái quy luật. Một cái ví dụ như có một đám đông cả ngàn người đang diễn hành cầm lá cờ tổng thống Trump, ủng hộ ông tổng thống Trump, xong rồi đi ngang qua một cái đoàn đám đông của một cái số người cầm cờ ủng hộ ông Biden, thì hai bên dùng lời qua tiếng lại á. Chuyện này nó rất là bình thường, nhưng mà cái dân trí của Mỹ họ rất là đông, họ không có đập với nhau, đánh đập kiểu như ở Việt Nam của mình. Còn mà người Việt Nam của mình các bạn biết á, nổi tiếng, cứ hễ mà có ca sĩ về cái địa phương, ca sĩ Việt Nam á, mà tổ chức đại nhạc hội đồ này nọ đó, ca sĩ mới vừa ca hai bản bài ca là ở dưới họ đã đánh lộn với nhau rồi. Tại vì mấy cái người này vô đó họ uống bia đó các bạn, uống rượu uống bia đó. Rồi ở nhà hàng xóm, nói một cái ví dụ như đi, mình ủng hộ ông Joe Biden, mình cắm một cái bảng ở trước cái sân cỏ ở nhà mình có cái chữ là tôi ủng hộ Joe Biden, cái ông nhà hàng xóm kế ở bên cắm một cái bảng có cái dòng chữ là tôi ủng hộ ông tổng thống Donald Trump. Cái dân trí của người ta rất là cao. Người ta không có ghét nhau, người ta chỉ có biểu hiện cái ý kiến cá nhân. Tôi muốn cho các bạn biết là tôi ủng hộ ông Joe Biden, tôi cấm cái bảng để cho mọi người thấy tôi ủng hộ ai. Cái ông hàng xóm thì cũng cấm cái bảng tổ bà cha treo cái lá cờ Trump lên. Bình thường các bạn biết không? Nhưng mà nếu mà chúng ta sống không theo luật á, thì chúng ta sẽ bị xử theo luật. Chẳng hạn như chuyện này thì ở bên Mỹ, ai sống ở bên Mỹ cũng coi tin tức ở trên các kênh truyền hình TV, họ cũng đều biết. Có cái cô này người Mỹ da trắng, cậu cấm cái chữ tôi ủng hộ ông Joe Biden trước cái sân nhà, thì có một cái cậu thanh niên nào đó leo qua cái hàng rào để định dục cái bảng có cái tên là ông Joe Biden. Thì cái người chủ nhà, cái cô da trắng này, xách cái súng ra dọa. Cậu nói ê, đây là cái nhà riêng tư, private, anh không có được quyền vào sân nhà của tôi, ăn cắp đồ của tôi. Thì cái cậu thanh niên này đi về thưa lên cảnh sát, nói cái bà đó, bà cầm cái súng, bà hù dọa, bà chĩa tôi, bà hâm tôi, bà đòi giết tôi. Thì cái cô này bị mời lên đồn
làm việc. Mình nói cái từ mà theo sống ở bên Việt Nam đó, mời lên đồn công an làm việc. Chứ các bạn đừng có ở bên Việt Nam mà các bạn bảo vệ đảng cộng sản của các bạn động động, các bạn nói nếu mà tự do kiểu bên Mỹ đồ này nọ, nước Việt Nam sẽ loạn. Thằng Mỹ nó cũng như mình thôi, chưa chắc gì nó thông minh đó, bằng người Việt Nam của mình. Thì tại sao mà mình biện hộ, mình nói là nếu mà tự do dân chủ, nước Việt Nam của mình sẽ loạn. Vậy chứ trước năm 1975 đó, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, họ biết là các sinh viên, các thầy tu đồ là người của bên phía Việt Cộng. Họ biết cha của mình là đi lính cho bên Việt Nam Cộng Hòa, ba vợ của mình, chú bác, dòng họ của mình ai cũng đi lính cho miền Nam Cộng Hòa hết. Người ta kể cho mình từng câu từng chữ hết đó các bạn. Chứ các bạn đừng nói anh trẻ anh không biết. Cha của mình là có tổng cộng mười mấy anh em đều phục vụ ở bên miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Ba vợ của mình là người của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Họ kể cho mình nghe hết đó các bạn. Họ biết nhưng mà họ đâu có bao giờ họ tới họ trấn áp mấy ông thầy tu hay là đem mấy cái em sinh viên của người Việt Cộng ra xử. Mình nói thiệt với các bạn á, nước Việt Nam mà có giàu lên cách mấy đi chẳng nữa mà không hết cộng sản á, mình cũng chả có thèm về đó mà mình sống nữa. Nhưng mình nói ngàn lần vạn lần, đối với mình mà nói, sống mà làm con người thời gian nó ngắn ngủi trên cái trái đất này, mà quyền con người không có, quyền ngôn luận không có. Các bạn thấy đi, nếu mà mình ngồi ở Việt Nam, hiện giờ mình đang chơi game mà mình tâm tình kiểu này mà mình tải lên, các bạn nghĩ mình còn đường không? Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa là mình đã ngồi ở khám Biên Hòa rồi đó, cho các bạn biết. Nếu mà mình nói những điều mình muốn nói, mình có miệng mình phải nói chứ. Không biết mình là ai, mình là nghề gì, ông trời sanh ra có miệng, có tư tưởng tự do, có ngôn luận, có quyền con người. Các bạn biết á, báo chí cộng sản ở bên Việt Nam á, nó ghê lắm. Tụi cộng sản Trung Quốc với tụi cộng sản Việt Nam á, nó rất là thích ông Tổng thống Donald Trump. Nói đến cái câu này á, thì các bạn bình thường á, thì các bạn nghe nó vô lý, nghe nó trái với mình. Nhưng nếu các bạn hỏi mấy cái ông mà có bằng cấp kỹ sư bác sĩ ở hải ngoại đi, người ta đều đồng ý với mình hết á. Bởi vì sao? Bởi vì từ hồi xưa tới giờ á, là nước Việt Nam không có nhân quyền, không có dân chủ và nước bên Tàu. Mà các đời tổng thống lên á là đều gây áp lực thằng Việt Nam với gây áp lực cái thằng Tàu về cái vấn đề là human right, nhân quyền của con người. Nhưng mà cái thằng cộng sản Việt Nam với cái thằng cộng sản Tàu á, nó nhìn vào ông tổng thống Donald Trump là một cái ông danh nhân. Cái ông này không phải là một cái chính trị, cái ông này chỉ là về business của ông mà thôi, về kinh doanh mà thôi. Bằng chứng 4 năm qua ông tổng thống Donald Trump, ông có làm một cái điều gì mà để ông gây áp lực về cái vấn đề nhân quyền không? Nếu nói có như vậy, tại sao ông khoe là thằng Kim Jong Un là cái thằng bạn thân của ông? Ở đây mình không có đi theo phe ông Trump hay là mình đi theo phe ông Biden mà mình binh ông Biden mà mình nói ông Trump. Mình không có dành cái tình thương cho hai ông này.
mà mình dùng cái đầu óc của mình suy nghĩ ra. Nếu mà các bạn làm lãnh đạo, các bạn là thằng Việt Nam với lại các bạn là cái thằng lãnh đạo của bên Tàu, các bạn nhìn vô ông Donald Trump đi, các bạn có khoái không? Mặc dù là thằng chả tối ngày ông Tổng thống Trump cứ nói là China, 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 ta đánh thế nó, nhưng mà về cái dân quyền mà cái action á, bởi vì mình mới nói, nếu mà các bạn tầm thường thì các bạn không có nghĩ ra được. Mà tại sao mình lại hiểu biết ra cái điều này? Bởi vì mình bỏ thời gian ra mình nghiên cứu, mình đọc từng câu từng chữ của những cái chuyên gia có bằng cấp, như là những cái chuyên gia mà người ta nhận những cái giải The Nobel Prize Peace, nhận những cái giải thưởng của quốc tế. Mình không có dựa theo cái tờ báo của bên Dân Chủ, mà mình cũng không có nghiêng về cái tờ báo của Cộng Hòa. Dường như chiếc máy bay mô phỏng của chúng ta đã bay được nửa chặng đường từ thành phố Brisbane đến cái thành phố Sydney. Thì bây giờ chúng ta có thể cho máy bay nó hạ, từ từ hạ xuống đường băng. Chúng ta lấy con chuột bấm cho đến khi nào mà cái chỉ số mà chúng ta muốn bay thấp xuống mặt đất. Thì thường thường á, từ ở phi trường cách máy bay khoảng chừng 3.000 feet á, thì nó mới ăn vô cái số tự động. Thì cái số tự động nó gọi là, trong cái ngành bay đó người ta gọi là LIS. Đó thì mình kêu chiếc máy bay hạ độ cao từ ở 35.000 feet xuống mặt, cách mặt đất 3.000 feet. Xong ở đây chúng ta bấm cái nút này là kêu chiếc máy bay hạ xuống. Cái lúc mà ban đầu mình cất cánh á, thì mình bấm cái chữ up. Còn bây giờ mình muốn máy bay hạ xuống á, là mình bấm cái chữ down. Mình muốn chiếc máy bay hạ xuống 25.000 feet mỗi một phút. 2.500 feet trong mỗi một phút. Đó thì cái đồng hồ bên đây, chỗ cái con chuột mình này chỉ đó, là nó đang nhảy cái chỉ số là máy bay của mình nó đang hạ từ độ cao. Còn cái nút này là cái nút thắng. Khi mà chiếc máy bay nó chạm đường băng á, thì chiếc máy bay nó tự động nó thắng cho mình, thắng tự động á.
dường như chiếc máy bay nó vừa bị turbulence. Turbulence có nghĩa là đi qua một cái khu vực mà nó có gió mạnh, nó làm cho máy bay nó rung chuyển á. Nó bị turbulence. Mấy cái tụi cộng sản ở bên Việt Nam á, nó rất là muốn ông Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Bởi vì ông Tổng thống Donald Trump, ông không có áp lực về cái vấn đề nhân quyền, human rights. Cho nên cộng sản Việt Nam nó rất là khoái ông Trump. Nếu các bạn để ý một chút là các bạn thấy mấy cái tờ báo đảng á, là họ sẽ viết những cái bài báo nghiêng về ông Trump rất là nhiều, với những cái tựa đề là có thể ông Trump sẽ tái đắc cử, ba lý do là ông Trump khó có bị thua cho ông Joe Biden. Xong rồi bắt đầu họ có nhiều dư luận viên viết những cái comment: thôi cha nội Joe Biden già rồi, về hưu đi. Ông Joe Biden nhìn yếu ớt hơn ông Trump quá. Ông Trump sẽ tái đắc cử, vân vân. Nhưng nếu các bạn viết comment mà các bạn nêu cái lý do đàng hoàng ra, có gọi là thu hút những cái ý kiến mà ủng hộ ông Joe Biden, có cái logic, thì họ sẽ diệt, họ sẽ không post lên cho người ta đọc. Trong 10 cái comment á, thì họ bỏ lên 9 người ủng hộ ông Trump, 1 người ủng hộ ông Joe Biden mà dưới những cái dòng chữ không có ảnh hưởng. Còn nếu như mà các bạn là nhà trí thức, là bác sĩ, chuyên gia, các bạn viết những cái logic, những cái hay vô, thì họ sẽ không
họ giữ lại, họ sẽ không post ra cho người ta đọc. Bởi vì họ muốn nghiêng về bên ông Trump. Và đồng thời các chuyên gia ở bên Trung Quốc, người ta công nhận là ông, trong những cái phát biểu mà ông Joe Biden đi vận động á, là nó gây hoang mang cho mấy cái nhà giới chức ở bên Tàu Cộng. Nếu ông Trump mà ông chống tụi Tàu Cộng mà ông có cái action, có cái gì đi, có cái gì mà nó có cái bằng chứng đi. Còn cái này ông chống mà chống bằng cái miệng ai mà nói không được các bạn. Ông không có cái bằng chứng gì hết đó, còn nói về ôi anh nói sai rồi, ông đánh thế này nọ. Như mình đã nói, ông đóng thế người ta 20%, cái người ta để cho ông đóng thế 20% mà. Đã nói là chiến tranh thương mại, đã là dùng cái chữ chiến tranh rồi, các bạn hiểu không? Anh bắn người ta một phát đạn, người ta cũng bắn anh lại một phát chứ. Cuối cùng ai là người bị thiệt thòi? Người dân Mỹ phải tốn nhiều tiền thuế, thậm chí mấy cái người nhà nông không có buôn bán gì được hết đó, bị thế của Tàu nó đánh nặng quá, trồng trọt xuất khẩu qua bên China bán thuế cao. Mấy thằng Tàu á, nó Tàu Cộng á, nó điếm thúi điếm chạy lắm. Việt Nam là một cái tỉnh của nó, nó dọn hết tất cả nhà đầu tư hãng xưởng của nó qua bên Việt Nam. Mày đánh đi Mỹ, mày cứ đánh thế tao đi, tao có cái ngõ bên Việt Nam á, tao xuất khẩu nhập vô cái nước của mày để né thế lách lực, mày làm gì tao? Còn các bạn hỏi có cái bằng chứng hay không, cả thế giới ai mà không biết thằng Trung Quốc là có cái số tiền FDI đầu tư đứng hàng thứ nhì ở trong nước Việt Nam. Mình quen biết bao nhiêu người đang làm việc ở Bình Dương, ở bên Việt Nam, làm việc chủ 100% của Trung Quốc. Các bạn thấy nhiều cái hàng xuất khẩu qua bên, nhập khẩu vô Mỹ mà made in Việt Nam. Các bạn đừng có nằm mơ mà tưởng cái đó là của người Việt Nam của mình. Chủ Hàn Quốc, chủ là người Tàu Cộng.
cái máy bay của chúng ta nó bị gung gung là bởi vì ở ngoài nó có gió mạnh, bị turbulent. Trở lại cái chủ đề mà chuyện vui buồn bầu cử bên Mỹ đó, thì nó xảy ra nhiều chuyện bất đồng lắm trong cái mùa bầu cử lắm, bên ủng hộ đây bên ủng hộ kia, nhưng mà cái dân trí của người ta cao. Thì ở trên TV có phát sóng có cái nhóm đông người đứng tuần hành ủng hộ ông tổng thống Donald Trump ở ngoài đường á. Thì có cái anh Mỹ da trắng, ảnh lái cái xe bán tải con là cái xe pickup truck. Anh này là cái anh ủng hộ bên ông Joe Biden. Thì anh lái tới cái đám đông, lái cái xe bán tải con tới cái đám đông mà ủng hộ tổng thống Trump á. Ông treo những cái tuồng chữ hai bên cái xe bán tải con á, với cái dòng chữ á là hãy đuổi ông Trump, sa thải ông đi, hãy sa thải ông đi, đuổi ông đi ra khỏi Nhà Trắng đi. Thì trong lúc đó có cái đài news, có cái anh kia thanh niên, cậu kia phóng viên tới phỏng vấn, thì ổng đi xuống, ổng đậu cái xe bán tải của ổng. Cái ông này là cái ông ủng hộ Joe Biden. Thì bị bên cái phía ủng hộ Trump ập tới lấy cái lá cờ của tên Trump ập vô mặt ổng. Nhưng mà cái dân trí của người ta cao, người ta bình tĩnh, người ta nhẫn nại, với người ta không có đánh đập nhau. Còn như lúc nãy mình nói đó, người Việt Nam của mình mà đi xem đại nhạc hội đồ vô mấy cái vũ trường đó, dân trí thấp quá, nhìn qua nhìn lại hội đánh lộn với nhau, đó là người Việt Nam của mình. Rồi ngoài cái chuyện mà cái ông ủng hộ ông Joe Biden này bị ụp cái lá cờ vô mặt, mà ông bình tĩnh, ông không có đánh trả, ông không có biểu hiện ra giận dữ lên đó, thì đó là cái dân trí người ta cao. Mình được quyền, hai bên được quyền cãi cọ bằng lời chứ không có dùng đấm đá. Rồi cách nay khoảng chừng 2 hôm, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, cách nay 2 hôm, bữa 30 tháng 10 hay 31 tháng 10, 1 2 hôm gì đó, có một cái chiếc xe chở một cái phái đoàn của ông Joe Biden đi qua cái bang Texas để vận động đó, để đi tới cái cuộc meeting đó, chuẩn bị lái xe qua thành phố Austin của Texas. Thì trên đường đi, cái xe buýt có dòng chữ Joe Biden đó bị cái nhóm ủng hộ ông tổng thống Donald Trump có vũ trang, có súng ống tới phá đám, chặn đầu chặn đuôi, không cho cái xe buýt lái. Ở đây mình không có muốn ám chỉ cái vấn đề bên phía ông Trump xấu, mà ở đây mình muốn cho các bạn ở bên Việt Nam có một cái cách nhìn. Những cái các bạn mà động nói là nó lọn, nó không có lọn. Người Việt Nam của mình thậm chí còn thông minh hơn người Mỹ nữa. Để mình cho chiếc máy bay mình nó hạ xuống đường băng một chút.
trong cái mùa bầu cử thì nó có rất là nhiều cái chuyện mà giữa bên ủng hộ ông Joe Biden, giữa bên ủng hộ ông Trump gặp rất là nhiều xích mích. Nhưng mà ở đâu rồi nó vào đó chứ người ta không có bạo loạn lên. Như các bạn nhìn ở bên Thái á, mỗi lần mà dân Thái mà người ta bất đồng với chính phủ á, người ta xuống đường, người ta biểu tình. Biểu tình hả, gầm gỗ luôn, nhưng mà đâu có sao đâu. Đâu có cái gì gọi là loạn đâu. Ở bên Ấn Độ Dương nó có 1 tỷ mấy người, người ta bầu cử theo một cái cách dân chủ. Cũng có dạng dạng người thích bên này, cũng có triệu triệu người thích bên kia. 1 tỷ mấy người bên Ấn Độ Dương tới mùa bầu cử người ta đâu có bị loạn. Mà tại vì cái đám cộng sản này á, họ biện hộ, họ dụ dỗ, ru ngủ người dân. Mà một cái nước như Việt Nam á, không có dân chủ á, thì không có bao giờ mà tiến nổi. Những cái gì mà các bạn thấy đang phát triển ở Việt Nam á, là của ai? Của Tàu Cộng, của Hàn Quốc, của Nhật, của Mỹ. Các bạn nhìn chung quanh các bạn đi. Ở tại Hà Nội có một cái tòa nhà trị giá hơn 1 tỷ đô la, King Nam. Cái tòa nhà tên là King Nam, tòa nhà cao nhất của Hà Nội, là của thằng Hàn Quốc chứ đâu phải là của Việt Nam đâu. Mà các bạn ở đó mà các bạn nói Việt Nam bây giờ có nhà lầu. Bạn đọc báo chí ở bên Việt Nam, thường thường thỉnh thoảng các bạn thấy lâu lâu có một cái tờ báo họ đăng những cái tin là cái cô này gạt, lường gạt dạng dạng tỷ đồng Việt Nam. Vài bữa cái bà nọ gạt. Nếu mà mấy cái thằng cha lãnh đạo này mà thật sự mấy thằng chả có bằng có cấp thực tế đàng hoàng, thông minh đó, có trí óc, thì mấy anh chả đâu có bị mấy cái người mụ đàn bà này gạt
máy ổng dễ. Mới đây cách mấy hôm ở bên Việt Nam đăng một cái tờ báo có cái bà gì quên tên rồi đó. Bà gạt hàng loạt lãnh đạo. Thường thường mấy cái người mà bị người ta gạt là mấy cái người đó là mấy cái người không có khôn ngoan. Mà đưa mấy cái thằng cha không có khôn ngoan lên lãnh đạo á, thì cái đất nước Việt Nam đâu có bao giờ tiến nổi. Đó thì video của mình nó cũng quá dài. Đến đây mình xin tạm biệt. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc tất cả có một cái cuối tuần thật là nhiều vui vẻ. Chỉ còn 2 ngày nữa ở Mỹ chúng ta sẽ có một tổng thống. Cho dù đó là Trump hay là Biden thì người dân Mỹ cũng sẽ chấp nhận. Nếu ông Trump có cái sách lược đem cái quyền lợi cho đến các bạn thì mình cũng chúc cho các bạn gặp nhiều may mắn về cái phía bên các bạn ủng hộ cho ông Tổng thống Donald Trump. Còn theo cái nhận định cá nhân, cái nhìn của mình thì mình nghĩ là ông Joe Biden ông đáng làm Tổng thống hơn. Hiện bây giờ ở ngoài trời có rất là nhiều mây. Thì ở trong cái game đó, nó có nhiều cái hệ. Nếu mà mình chọn thời tiết nó trong, nó không có mây, nó không có gió đó, thì mình chọn. Nhưng mà hiện bây giờ là chúng ta đang bay với cái thời tiết thực tế. Thời tiết thực tế có nghĩa là nếu mà hiện tại bây giờ đó, hiện tại là ngày 1 tháng 11 năm 2020 mà ở gần phi trường ở bên Sydney, ở phi trường Sydney mà nó bị nhiều mây thì ở trong cái game của chúng ta nó sẽ có nhiều mây. Nếu mà ở bên Sydney có sấm sét, có mưa đó thì trong cái game của chúng ta sẽ có mưa. Mình chọn bay ở trong cái thời tiết nó thực tế. Chúng ta vào cái VR map này, chúng ta nhìn chiếc máy bay thì chúng ta thấy nó, máy bay của chúng ta đó, nó đang tiến gần về cái đường băng. Khi mà nó gần đường băng á, thì chúng ta giảm tốc độ.